Phải Thiếu Lâm, phải Cung Luân, phải Không Đồng, các người qua đây đi, thử lợi hại của Kim Mao Sư Dương Tạ Tống này. Ta đại hiệp, chúng ta là bạn mà, không phải kẻ địch đâu. Bạn bè cái gì? Muốn qua mặt ta hả? Bộ người tưởng Tạ Tống này dễ mắc mưa sao? Ta đại hiệp. Dạ. Ta đại hiệp, chúng tôi không có ác ý đâu. Bây giờ ngươi vẫn không tin sao? Dạ ta, ta không mắc mưa ngươi đâu. Ngươi là hiếu huynh của Ân Cần Vàng, dù ngươi đánh chết ta, ta cũng không đánh trả đâu. Dạ. Ngươi không phải là nghĩa phụ ta. Ngươi không phải Kim Mao Sư. Cha, cha, cha sao rồi? Tới lúc này tôi không nên giấu các vị. Trương Ân Công mà các vị nói là cha của tôi, Kim Mao Sư Dương là nghĩa phụ tôi. Chị bớ không tin cháu sao? Nếu phụ cháu bị mù cặp mắt, cái này cặp mắt nguyên dạng là một sơ hở lớn. Việc nghĩa phụ bị mù mắt chỉ có cha mẹ và cháu biết thôi. Ngươi là con của Trương Ân Công. Thật hả anh? Vậy thì hay quá. Vừa rồi ngươi nói là thiệt đó hả? Biết hiệu của nghĩa phụ tôi là Kim Mao Sư Dương, chứ là tóc của kẻ này màu đen đó. Ngươi là ai? Ngươi giả dạng tại đại hiệp, mưu đồ gian trá, chứ đừng không phải là người tốt. Vậy đệ không nên lỗ mãng như vậy. Nhưng mà hắn, nếu hắn là nghĩa huynh của Trương Ân Công thì mình giết lầm người rồi đó. Tiền bối, cháu đã nói hắn không phải mà. Trương huynh đệ, ta có chuyện nói với người. Dạ. Con ở lại đây. Vì vậy mà cháu đưa em Bất Hối lên núi Cung Luân giao lại cho cha mẹ nó. Sau đó cháu bị chó cắn vì dưỡng bệnh trong Hồng Mao Sơn Trang. Thì tiền bối đã rõ, không cần cháu nói nữa. Ngươi đừng trách ta hỏi kỹ càng như vậy. Không phải là ta không tin người, chỉ là ta sợ có sơ sót thôi. Nếu ta giết lầm tại đại hiệp thì dù ta chết cũng khó mà tha tội. Xin tiền bối yên tâm, người đó quyết không phải là nghĩa phụ cháu. Hồi nhỏ có lần ta mắc mưu người ta, ta không thể tái phạm nữa, ta chết không nhầm gì. Nhưng mà ta phải bảo vệ an toàn của ngươi và Tà đại hiệp. Đáng lẽ ta nên hỏi ngươi bây giờ Tà đại hiệp ở đâu, để chứng tỏ ngươi không có nói láo, nhưng lại khó ngỏ lời lắm. Tiền bối, vì cháu là nghĩa phụ, tiền bối đốt luôn cả nhà, sao cháu lại không tin tiền bối? Dù tiền bối không hỏi chuyện của nghĩa phụ, cháu cũng nên nói ra mà. Nghĩa phụ cháu còn ở đảo Băng Quả. Người đâu? Đại ca, còn ở trong đó. Trương huynh đệ đã nói rõ với anh rồi, tên đó quả thật không phải là Tạ Tốn. Ê, Trương huynh đệ, lúc trước ta nghi ngờ ngươi thì xin lỗi nha. Vô kỳ, mày là anh nói ra kịp thời. Nếu như không, cha em và Nhĩ Thúc đã gặp nguy hiểm rồi. Thật ra tôi nên nói với tiền bối từ sớm. Sao ngươi không cho biết thân thế từ sớm chứ? Không lẽ chúng tôi là người xấu sao? Không phải, chú tiền bối coi tôi như là con cháu, sao tôi lại có ý nghĩ này? Ban đầu tôi không dám nói là sợ các vị không tin tôi thôi. Thế này có thể là giàn tế lắm. Hành tung của mình đã bị bại lộ. Theo như vậy, không thể ở lại chỗ này nữa. Cha, đâu có được. Cha bị thương, làm sao đi đường xa được. Dù mình chịu ở đây chờ chết, nhưng mà cái đầu thẻ không lo cho vô kỹ hả? Thôi mình đi nha. Thank you.
Em đã dò xét hết rồi. Trong vòng 10 dặm quanh đây không có một dân cư nào đâu. Em nghĩ họ không bao giờ tới đây. Mình có thể an tâm tạm ở đây. Vậy thì hay quá. Cha có thể ở lại đây dưỡng bệnh. Chú huynh đệ, để sức khỏe ta phục hồi lại, sẽ đi đảo Băng Hòa tìm nghĩa phụ với người nha. Dạ. Tôi giúp con nha. Cái áo kìa, tôi lấy giùm cô. Trước ngoài mẹ ca, không ai tốt với tôi như vậy đâu. Ờ, vậy anh coi em là mẹ của anh à? Không phải, vậy anh muốn cái gì? Tôi muốn có cô bên cạnh mỗi ngày. Thì ra cô muốn giỡn chơi với mình, coi mình có đề cao cảnh giác không. Biết vậy hồi nãy lúc cô bước vào, mình nhảy lên hù cổ. Cô không biết nghĩa phụ đã dạy mình cách tự giải huyệt. Được, để ta giả ma hù ngươi lại. Chưa nói qua. Hãy chúng mày ở đó làm gì? Dạ. Nửa đêm như vậy, hãy đứa làm gì trong bụi cỏ hả? Rồi con không gặp anh Bết, cho nên ra đây nói chuyện thôi mà. Thì là to gan, lỡ như bị Vô Kỵ bắt gặp. Cha, cha đừng có lo, con đã điểm năm đại quyệt của hắn, giờ đang ngủ mê rồi. Để lát nữa con về con giải quyệt cho hắn, thì hắn đâu có biết gì. Tuy là như vậy, nhưng phải cẩn thận là hơn. Lỡ như bị nó phát giác thì sẽ làm hư chuyện lớn đó. Thưa cậu, cháu xin phép về trước. Cháu sợ sư phụ tìm cháu. Anh Bích, cậu cũng muốn tìm sư phụ cháu để bàn việc đi đảo Băng Hỏa. Chuyện này phải kế hoạch chu đáo, không thể có sơ suất gì. Nếu như không về được thì sao? Nếu con sợ thì đừng đi. Nếu được dễ dần như vậy thì đâu tới phiên mình. Sư phụ, nghe nói Kim Mao Sư Dương võ công cao cường, mình không nên chọi thẳng với hắn.
Chỉ cần mình bỏ thuốc độc vào thức ăn, đừng nói là mắt của hắn bị mù, kể cả mắt của hắn còn sáng đi chăng nữa, cũng không ngờ được con nuôi của hắn lại dẫn người tới hại hắn. Cha, con xin phép cha một điều. Chuyện gì ạ? Cha bắt con hầu hạ cái thằng khỉ đó, con nó khổ sở lắm rồi. Nếu dọc đường đi đảo băng quả lại bắt con phải đóng kịch nữa thì thiệt là tội cho con quá. Con muốn đi lấy được đồ lòng đao rồi, con sẽ giết chết nó ngay. Được. Võ lâm chi tồn, bảo đao đồ lòng. Đồ lòng đao sắp sửa tới tay chúng ta rồi. Có người theo theo. Ra họ cũng gạt mình, cũng như bọn Cung Lương, Công Đồng đều gạt mình. Họ gạt mình. Dù kỳ, sau khi con lớn lên, đừng bao giờ tin lời đàn bà. Vì đàn bà càng đẹp thì càng biết gạt người. Mẹ ơi, Vô Kỳ! Vô Kỳ! Vô Kỳ ơi! Vô Kỳ! Dù ta chết cũng không lọt vào tay các người. Thằng khờ đó chưa chạy được xa đâu, nhất định còn ở quanh đây mà. Ê! Không biết con chân nói bậy bạ gì chọc tức Trương huynh đệ. Nó tuổi nhỏ như vậy, ta thì lồ quá. Lỡ như nó mà bị bất đắc gì hả, dù ta chết đi cũng khó mà ăn nói với thứ ân công. Chẳng có. Dạ. Con đã nói gì với Trương huynh đệ khi nó nửa đêm bỏ đi không giả từ? Con chỉ điểm quyệt của ảnh, con giỡn chơi với ảnh thôi, con không ngờ ảnh tưởng thiệt đâu. Vô Kỳ, Vô Kỳ, anh ra đây đi, em xin lỗi với anh mà. Hi. Đến chết con. Cha xin đừng, con vô ý thôi mà. Vô Kỳ, nếu con không tìm mình lại chú huynh đệ, cha đến chết con. Đến chết con. Vô Kỳ, anh ra đây đi. Vô Kỳ, anh ra đây đi. Vô Kỳ à. Vô Kỳ. Các ngươi đừng giả bộ nữa, ta đã biết hết rồi. Vô Kỳ, 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 nguy hiểm lắm đó. Dù các người có hành hạ ta chắc mấy, ta cũng không nói ra nghĩa phụ ở đâu. Chú huynh đệ, nói cái gì hả? Sao ta lại hành hạ ngươi chứ? Âm mưu các người ta đã biết hết rồi. Nếu bắt ta dẫn đường đi đảo băng quả, ta sẽ chỉ bậy chỉ bạ, để các ngươi sẽ chết chung với ta. Ngươi hiểu lầm rồi. Nghe ta giải thích đi. Nè, bây giờ ta thề với ngươi, nếu ta nói láo sẽ chết không chỗ chôn. Phía trên có một sân phẩm, mình từ từ chờ lên đó đã. Ngươi hứa với ta, đừng làm chuyện dại dột nha. Ngươi không ép ta, ta sẽ không tự tử. Được, được, mình chờ lên đó đã, rồi hãy nói sao. À, đi. Bắt lên bỏ công vụ cháo, rốt cuộc cũng bị chết thôi. Dù bây giờ có đồ lông bảo đao cho bác cũng là vô ích thôi. Đừng có nói bậy nói bạ, chẳng có nói thuốc mà. Cháu bị trúng nguyên minh thần trưởng, chết chắc rồi. Tội nghiệp cho bác mà thôi, không đi hưởng phước mà lại tới đây chịu chết với cháu. Nói bậy nói bạ muốn chết hả? Vô Kỳ, Vô Kỳ, Vô Kỳ, đừng chạy. Vô Kỳ, còn chạy đâu? Vô Kỳ, Vô Kỳ. Vô Kỳ, ra đây đi. Cùng lắm ta không đánh ngươi.
Ra đây mau. Ra chỗ này đẹp quá, dù chết đây cũng cam lòng. Trương huynh đệ, ra đây đi. Ở trong cũng biên không chết thôi. Ra đây đi, Trương huynh đệ à. Ra đây đi. Ở đây thật sướng biết mấy. Trái nữa đi, ta vừa khát vừa đói đó à. Ngươi đừng hòng, ngươi mưu đồ bất chánh, chết đói là vừa lắm đó. Khắc khe quá thì mình không nỡ. Ngày mai sẽ liền ra tiếp. Thứ đồ xuất sinh, ta không tin trái cây trồng đó đủ cho ngươi ăn suốt đời. Sớm muộn ngươi cũng sẽ ra thôi, chỉ có sẽ biết. Liền thêm trái nữa đi. Ê, ngươi ăn một mình coi chừng đau bụng nha. Còn chờ nữa hay không? Ê, Cửu Trâm, trời Phật sẽ phù hộ cho ông cậu, ông nhất định sẽ không sao đâu. Ông đừng có lo. Đúng đó, cha cháu dọn công khá lắm, nhất định không sao mà. Đợi trời sáng chút, ta sẽ xuống cứu ông lên. Cũng tại tên Trương Du Kỳ, nếu ta gặp lại nó, ta nhất định sẽ giết nó ngay. Trương huynh đệ, mau ra đây đi, nếu không sẽ bị ngộm chết thôi. Ê, tiểu bối à, ngộp quá đi, ta xỉu rồi. Anh nè, đừng xỉu nha, ra đây đi, đừng xỉu nha. Ta không dạy như ngươi đâu, ta thà lại đi chơi chỗ khác vui hơn. Mới gì
để à? Người đang ăn cái gì đó? Ta đâu có ăn gì đâu. Người đói bụng hả? Phải đó. Không ăn cái gì? Sao lại không chứ? Ê, rõ ràng là ta ngửi thấy mùi cá nướng đó mà. Chắc không đói bụng lắm rồi. Cá lớn quá mình ăn cũng không hết. Chứ một nửa cho hắn. Thịt bổ khí huyết, hắn sung sức lại thì sẽ xông vô đây. Thôi đừng cho ăn. Mắt lên ơi. Nè. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Bao nhiêu ta cũng lấy hết. Liền ra nữa đi. Mắt lên à, bác ăn trái cây là tốt rồi. Cha. Không ngờ dốc này thảm quá. Đã xuống một khúc nhỏ đã xuống không được. Ta nghĩ cha cháu chắc cũng bị bắt trắc rồi. Cha. Chú Trăng. Cha. Chú Trăng. Em đừng như vậy mà. Em phải giữ gìn sức khỏe. Lỡ như cậu có gì bắt trắc, còn anh chăm sóc cho em mà. Sao lại bị thương hả? Chắc là phá quá chứ gì. Để ta chữa cho ngươi nha. Chạy. Biết đừng chạy mà, nguy hiểm lắm đó. Làm gì đó? Cậu bị thương tới người ta chữa trị hả? Ê, ngươi nằm xuống đã. Lạ quá vậy. Ráng nhìn đau nha. Nè, nằm yên đó.
trời vậy? Ai nhét bốn quyển sách này vô bụng của con đường ngươi này vậy? Chữ gì mà con queo hết? Có chữ Hán nữa. Hai tay chống đỡ, xuân khí thông suốt. Phải nặng thì trái hư, rồi tới phải hư. Trái nặng thì phải hư. Hơi giống như bánh xe, còn thân phải đi theo nhịp. Nếu không theo nhịp, chân khí sẽ tán loạn. Đây là cửu nguyên công của Thái sư phụ, là Dương Nhị sư bá đã dạy mình. Cửu nguyên công đâu có dài vậy. Cửu nguyên công, cửu nguyên chân kinh. Không lẽ là cửu nguyên chân kinh mà Thái sư phụ đã nói với mình? Năm xưa Thái sư phụ có nói là nếu mình học được toàn bộ Cửu Long Dương Kinh sẽ đuổi được chất độc ra khỏi mình. Vậy hay quá, mình được cứu rồi. Sao Cửu Long Dương Kinh lại nhét trong bụng của con đời ngươi? Thôi mặc kệ, trước sau cũng bị chết mà. Để ta thử cái đã. Sư phụ, Yuki xảy ra chuyện gì? Yuki đã mất tích rồi, giờ không biết ở đâu. Hồ sư bá và sư mẫu đã chết, tôi chính mắt trông thấy. Nhưng mà tìm hết hồ Diệp Cốc cũng không thấy Trương huynh đệ đâu. Diệp Cốc y tiên lần danh giang hồ mấy mươi năm nay, khoảng khắc trong một năm hai vợ chồng họ đã qua đời, e rằng có gì bí ẩn. Hồ sư bá ít có bạn bè lắm, nên muốn dò tin cũng không phải dễ đâu. Sư phụ à, hay là con dẫn nhị đệ và lục đệ xuống núi dò tin thử. Vô kỳ chỉ là một đứa nhỏ thôi, chắc không ai hạ độc thủ đâu. Mình nhất định tìm lại nó. Ta chỉ lo rằng vô kỳ bị trúng hàn độc, không chống được lâu như vậy thôi. Bác Linh à, ăn cơm trưa đi. Lại là trái cây hả? Không có thứ khác sao? Không vừa miệng thì trả lại cho cháu. Lần trước tập tới đây, khí phát từ lưng trầm thẳng xuống dưới, từ hai kinh đi vào tủy sống, tụ ở chỗ eo. Đó là khí từ trên chuyển xuống dưới, gọi là hộp. Từ eo đi lên tủy sống, phân bố hai eo, dùng bằng ngón tay. Đó là khí từ dưới chuyển lên trên, gọi là khai. Hộp tức là thu, khai tức là phát. Nắm rõ được khai hộp sẽ biết âm dương. Lầm nguy giết địch, quyết không thể do dự lưỡng lự.
ta không thể cố ý nói tài. Hồi nãy nếu ta ra tài, cô đã bỏ mạng rồi. Cảm ơn sư phụ dạy dỗ. Kinh nghiệm của con còn ít, theo sư phụ ra ngoài học hỏi thêm thì sẽ biết được nhiều hơn. Kiếm pháp của con đã tiến bộ nhiều, ráng cố gắng thêm nha, đừng làm sư phụ thất vọng, có biết chưa? Dạ biết, đệ tử hứa sẽ hết mình để trả ơn sư phụ nuôi dưỡng. Mẫn Quân. Dạ. Con cũng phải cố gắng chút, càng lúc càng không nên thân. Dạ sư phụ. Bấm sư phụ, trưởng môn phái Cùng Luân Thiết Cầm tiên sinh cầu kiến. Ồ, Hạ Thái Xuân, tìm ta làm gì? Vì tiệt sư thái dạo này vẫn khỏe chứ? Tại hạ Hà Thái Xuân dẫn theo đệ tử tới đây hỏi thăm sức khỏe của sư thái. Không dám. Mời ngồi. Đa tạ. Thiết Cầm tiên sinh, khuya dậy tới đây chắc không phải chỉ hỏi thăm sức khỏe đơn giản vậy chứ? Chuyện này là như vậy. Mấy năm gần đây, sau khi Ma giáo bị chúng ta chế phục, đã bớt lộng hành hơn xưa. Nhưng mấy tháng nay, hình như có tích tượng nổi dậy trở lại. Họ ở các nơi tàn sát các đồng đạo võ lâm mình. Sư thái, chuyện này chắc sư thái cũng nghe qua chứ? Dạo này lão thân rất ít khi xuống núi, nhiều việc trên giang hồ thì không rõ cho lắm. Ngày 23 tháng 6 đã giết chết hai hòa thượng, ngày 12 tháng 7 giết 6 đệ tử Cộng Luân tà, còn có Hoa Sơn không động. Hả? Thiết Cầm tiên sinh, mấy vụ này có liên can gì tới phái Nga Mi của ta chứ? Theo như tại hạ biết, anh bà cô hào tử cũng chết dưới tay của Ma giáo. Đây là chuyện đã xưa lắm rồi. Chuyện đã xưa lắm, nhưng mà gần đây trên giang hồ lại đồn thêm một việc. Họ nói cái chết của Kỷ Hiểu Phù đệ tử bà cũng vì... Thiết Cầm tiên sinh, thiệt là xin lỗi nha, vì tại hạ lỡ quên, Kỷ Hiểu Phù là đệ tử cưng của sư thái. Người muốn phái Nga Mi ta làm sao đây hả? Đơn giản thôi, tại hạ mong được liên kết các môn phái lại cùng với nhau sang bằng Ma giáo, không cho cơ hội để họ nổi dậy trở lại. Về các môn phái Thiếu Lâm, Hòa Sơn, Không Động và Cái Bàn, tại hạ đã thương nghị xong. Nhưng mà về mặt võ đàng... Về mặt võ đàng, có phải định nhờ lão thân được khuyên phục họ không hả? Đúng vậy, tại hạ thì có ý này. Sư thái cũng nên biết là giữa con lường của ta, Thiếu Lâm và phái Võ Đàng thì có một chút ít xích mích nhau. Còn Nga Mê của bà và Võ Đàng xưa nay vẫn có qua lại với nhau. Hơn nữa, xém chút đã thành xùi già. Bây giờ Nga Mê thì thuyết phục Võ Đàng cùng nhau đi đối phó Ma giáo, đấy là chuyện dĩ nhiên mà thôi. Sư phụ, mời dùng trà. Sư phụ à, bộ sư phụ lên núi Võ Đàng thì sao? Ta ước gì bắt được tên ma đầu Dương Tiêu này, để ta giết chết hắn. Hắn dám dụ dỗ đệ tử của ta, quỷ thanh danh của phái Nga Mi ta. Ta quyết thề phải phanh thay cái tên gian tặc này. Nhưng ma đầu này hành tung vô định, ta đã đi tìm hắn một năm nay mà không gặp. Giờ có dịp may như vậy, tại sao ta lại bỏ qua chứ? Vô
tiêu. Vì công vì tư, ta cũng phải giết chết người. Cái gì? Tiêu diệt Minh Giáo? Đúng vậy. Bữa nay tệ phái tới đây là mong quý phái tham dự vào kế hoạch này. Xin Trương Chân Nhân cùng nhau diệt trừ ma giáo, bảo vệ Võ Lâm. Các việc làm của Minh Giáo tuy hơi ác độc tàn bạo, nhưng mà nếu sáu đại môn phái đi dây đánh họ như vậy, có vẻ là ỷ đông đi ăn hiếp người đó. Họ dám ra tay với các đệ tử của mình thì phải biết có hậu quả vậy chứ. Bất luận chánh tà, nếu được tự lập một phái, ắt phải có đạo lý nhất định. Huống chi chuyện này liên hệ nhiều tính mạng lắm, nên bần đạo thấy là nên suy xét kỹ càng, không nên hành động lỗ mãng như vậy. Nói như vậy là Trương Chân Nhân không tham dự hành động diệt ma này hả? Bần đạo chỉ mong rằng cứu vãn một tai kiếp của Võ Lâm thôi. Chính tà bất lượng lắm, ma giáo nên gặt quả báo như vậy, họ còn lại dám hạ độc thủ với năm đại phái của chúng ta. Ta nghĩ sớm muộn gì không bỏ qua Võ Đan các người đâu. Các con nghĩ sao hả? Sư phụ, con xin mạn phép nói thẳng, ma giáo đáng bị tiêu diệt. Năm đại phái cùng nguồn gốc với Võ Đàn, nếu mình khoanh tay đứng nhìn, đồng đạo Võ Lâm sẽ bất mãn với chúng ta. Tử đệ, đệ nghĩ thế nào? Sư phụ và đại ca đều có lý lắm. Theo em nghĩ, nếu ma giáo thì tội ác tày trời, tiêu diệt họ là một điều không thể chối từ. Nhưng nếu họ vô tội thì mình không nên xen vào. Ý kiến này đúng là một cách vẹn toàn. Diễn Kiều, sư phụ, ngày mai con dẫn các sư đệ xuống núi đi với các đại môn phái, nhưng phải nhớ kỹ, nên phải xử sự cho cẩn thận nha. Đệ tử tuân lệnh. Sư Thái, mời. Chào cha. Con, sư Thái, đây là con của ta Thanh Thư. Thanh Thư, con mau bái kiến dược tiệc tiền bối đi. Dạng bối Tống Thanh Thư bái kiến dược tiệc sư Thái. Không cần nhiều lễ. Quả nhiên khí khái phi phạm, thiệt là cha nào con nấy. Sư Thái quá khen thôi. Anh này, ba vị này là nữ hiệp phái Nga Mì. Xin chào ba vị cô nương. Xin chào thưa công tử. Anh này Thanh Thư, con dặn nhà bếp chuẩn bị cơm nước. Tối nay chúng ta có khách quý. Dạ, thưa cha. Sư Thái, mời. Mời. Phong hoàn nhất trí. Sâm thời lâu sấy phiêu. Yeah.